Ok. Mượt 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 mượt. Ui. Mượt. Mẹ cái đoạn này vẫn khó, đoạn này vẫn khó. Đoạn này vẫn chưa tìm ra cách đứng ở đâu là hợp lý và lăng như nào là hoàn hảo. Quên quên quên, hơi chậm hơi chậm hơi chậm hơi chậm. Mình phải tầm tập nhuần nhuyễn ở cái đoạn này thì mấy đoạn sau mới có thể nhảy được. Cao quá. Anh chơi có phải vì donate đâu. Vừa xong nhảy quả mượt thế nhở. Ê, thấp xuống tí nữa. Toàn bám được cái móng tay vào. Ok. Ok. Đeo bám kịp lại. Chỗ quần xịp đỏ. Ôi cả chỗ đấy nhảy nhảy nhảy, anh cũng nhảy quả may đấy. Một phát luôn đấy. Anh nhảy quả đấy may vãi đái ra, một phát ăn luôn cái đoạn đấy. Quan trọng là nó là cũng là cái kỹ năng đấy. Gần được, toàn gần được ạ. Vừa xong gần qua được cái đoạn này rồi.
À, cảm ơn mực nha. Ok. Ok. Cây thế nhờ. Mẹ. Trời, chơi mỏi tay lắm. Mỏi tay hơn Getting Over It nhiều. Ui. Biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi. Ok. Vậy cái đoạn này nhìn khó vãi đái. Mình sẽ tìm ra cách. Gần được. Mẹ phải qua cái đoạn này thôi. Đến với checkpoint mới thôi. Cào thì nữa, cào thì nữa. Ok. Mẹ căn cái lực nhảy của thằng này rất khó nhá.
Ok. Mẹ. Ẩn chậm thế nhở, chốc mẹ rồi. Đầy khéo, đây là đoạn khó mẹ nhất game ấy, toàn đoạn nhảy xa. Cao quá, cao quá. Mày thế nào cũng chả gặp chỗ này. Anh biết cách đu rồi. Mỗi tội là phải căn nó perfect một tí. Mẹ, bây giờ cái đoạn vừa mới vào đầu game chắc là mình đu đơn giản. Mẹ. Đéo lên được. Phải nhìn cái hướng người thằng này lúc mà nó lăn ấy. Bám nhẹ quá.
Đoạn quần sịp nó xa nhưng mà nó không bị chặn bởi mấy cái tảng đá. Đây này, đoạn này mới gọi là tởm này. Mẹ, đoạn này quá tởm luôn đấy. Muộn. Đấy, nhảy mà được như thế thì là đến được cái tay lái đấy. Anh cũng đéo nhớ là qua chỗ quần xịp có checkpoint chưa. Ồ. Ui, tí đi. Con mẹ, đoạn này con không bám được. Quá.
chỗ này bắt đầu quen tay rồi. Từ tảng đá này sang bắt đầu quen tay rồi. Trời ơi, vừa nói quen tay xong. Đập mẹ đầu. Qua chỗ này mới được nửa game á. Ui ôi. Mẹ game tởm vậy. Mẹ cao quá. Cao quá là đập tay vào đá ngay. Đéo đủ lực. Ôi, bắt đầu mỏi. Ấn thiếu chuẩn xác mẹ luôn. Mẹ đéo có một tí lực nào ạ. Ok. Chuột double click làm ra chơi game này. Chết đấy. Nếu có một cái tí lực nào cay tới được. Bực tới được.
Ui rồi ui, nhuần nhuyễn lắm rồi. Qua rồi à? À giờ mới đến chỗ bể bơi á? Thế đi còn xa. Còn xa, mày mới đến, mày mới đến chỗ của anh. Giờ mới bể bơi thì còn xa. Một tí nữa. Thôi thêm một lần nữa đến đấy thì nghỉ vậy. Chỗ này mình cũng khá là quen tay rồi. Chỗ này khá tự tin rồi. Đấy, nhảy phát nào sạt được phát đấy. Nốt lần, nốt lần. Mẹ cay quá, đéo chọn được cái góc để mà nhảy đoạn này ạ. Sớm rồi. Vừa mượt lắm mà nhờ. Đây rồi, đây rồi. Ok. 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 Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chậm thôi.
Ok. Hú hồn. Đừng ngã, đừng ngã, đừng ngã nữa. Cố lên nào. Sao ta? Yeah. Ok. Ok. Ui, núi tuyết rồi. Núi tuyết rồi. Lại bay tiếp à? Lên nào. Úi dồi ôi. Thế đéo nào ta. Nhảy, nhảy xuống là chiếc voi à? Giờ sáng. Rồi 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 rồi. Khả năng là từ đây nhảy sang kia. Chết mẹ rồi. Mình chỉ quen là lăn lăn từ bên 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 trái qua phải. Giờ lăng từ phải qua trái. Anh lên đoạn cao nhất chỗ này đu qua là xuống checkpoint. À anh, đúng rồi. Ồ. Đây là chiếc voi cuối á.
Ui, đi đâu đây? Đi đâu nữa? Đi mẹ, trong cái chỗ kia có bám được không? Cục đá này bám thì đéo được nhờ. Ui, chỗ anh đi đâu nữa? Chắc cậu anh xem chỗ anh đi đâu. Xuống chậm mà. Xuống dưới này á? Mẹ, đéo nhìn thấy đường gì cả. Đu qua hay là xuống đây? Lại về đây mà. Thì mình có biết ở dưới nó là cái gì đâu. Ok. Hiểu rồi. Đoạn này nó bị cháy tay mẹ, khó vậy đái. Mẹ, đoạn này nó bị trái tay, mình đang quen quen mỗi cái ở ở ở bên kia. Trên này á? Mẹ, khó lắm. Mình kiểu mình đang quen lăn từ bên trái qua phải, giờ lăn từ phải qua trái khó vãi đái á. Ok. Ui, nó xa thế này cơ mà. Mẹ, nó xa thế kia cơ mà. Đúng không? Có đúng cái cục đấy không? Mẹ, quả đấy mình nhảy nhẹ quá, mình không biết cái vị trí nó đang ở đâu.
Ok. Ui, địt mẹ xà quá. Ok, quen tay rồi đấy, quen tay rồi đấy. Được. Vẫn xa. Vẫn không tới ạ. Thôi, để dành ngày mai thôi, để dành ngày mai thôi. Mai chiến tiếp. Hôm nay nghỉ đã anh em ạ. 3 rưỡi rồi, dù sao mình cũng lên được một cái checkpoint mới rồi. Cũng là cái thành công rồi. Yeah. Rồi, bye bye mọi người nhá, chúc anh em ngủ ngon nhá, bye bye.